Sau hơn 20 năm, Quyền Linh xuất hiện trên sân khấu để giới thiệu ra mắt một bộ phim, một dự án điện ảnh đó là Hai Muối. Linh không biết nôn nao thế nào đó mà gần như đêm qua không ngủ được. Sáng 2 tháng 8, nhà sản xuất phim Hai Muối giới thiệu dàn diễn viên chính của phim và lịch phát hành. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của nghệ sĩ Quyền Linh sau 20 năm với điện ảnh. Anh vào vai ông Hai, mưu sinh bằng nghề làm muối tại ấp đảo Thiền Liền, thành phố Hồ Chí Minh. Sống cảnh gà trống nuôi con đầy khó khăn, nhưng ông luôn cố gắng dành những điều tốt đẹp cho con. Khi trở lại, nghệ sĩ Quyền Linh nói anh mang nhiều trăn trở, bởi anh đã rời xa điện ảnh nhiều năm, sợ không bắt kịp nhịp sản xuất, làm việc hiện tại của những người trẻ. Thậm chí ban đầu anh từng dự tính không nhận vai này. Và đúng là duyên đến với Truyền Thông Khang, với đạo diễn Vũ Tình Vinh, cũng là một người bạn học chung lớp đạo diễn điện ảnh với Quyền Linh. Và đó là đúng giai đoạn của Linh trở lại. Với lại vai Hai Muối này cũng là cha của một cô con gái, nó cũng giống như Quyền Linh vậy. Và đó là cái duyên trở lại điện ảnh. Và ngày hôm nay thì có lẽ sau hơn 20 năm, Quyền Linh xuất hiện trên sân khấu để giới thiệu ra mắt một bộ phim, một dự án điện ảnh đó là Hai Muối. Linh không biết nôn nao thế nào đó mà gần như đêm qua không ngủ được. Từ lúc đóng xong phim đến bây giờ Linh cũng chưa biết mặt mũi Hai Muối thế nào, bởi vì đạo diễn Vũ Thành Vinh gần như giấu Linh hết, không cho Linh biết gì hết. Ngay cái hình Linh nhìn thế này, Linh cũng rất là cảm động với nó. Và khi bước vào sân khấu, Linh rất là cảm động trước tất cả mọi người đang ngồi chờ xem dự án ra mắt thế nào. Cảm ơn đạo diễn Vũ Thành Vinh, cảm ơn tất cả mọi người đã cho Linh có mặt trong một dự án Hai Muối. Để phù hợp với hình ảnh của một diêm dân, nghệ sĩ Quyền Linh phải giảm cân từ gần 100kg xuống còn hơn 70kg, học chạy vỏ lãi, chơi đờn cò. Kịch bản phim được nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh viết cách đây nhiều năm, hình tượng hạt muối trong phim cũng mang nhiều ý nghĩa. Vai muối do diễn viên trẻ Huỳnh Bảo Ngọc đảm nhận, phim còn có sự góp mặt của nghệ sĩ nhân dân Việt Anh, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, nghệ sĩ ưu tú Công Ninh, Minh Luân. Phim dự kiến ra mắt ngày 30 tháng 8 trên toàn quốc.